chào mọi người, con tên là Ngô Lương Tú Anh. Năm nay con 11 tuổi. Con đã học đàn piano tại trung tâm Hàn Lâm Music School được 6 năm. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 của trung tâm, con kính chúc quý thầy cô có nhiều sức khỏe và luôn thành công. Con cảm ơn ba mẹ vì đã yêu thương và luôn tạo điều kiện cho con được học bộ môn nhạc cụ mà mình yêu thích. Hôm nay con xin trình bày nhạc phẩm Hạnh Phúc